Tôi bác sĩ Mary Trần rất hân hạnh được trở lại quý vị với chương trình Y khoa và đời sống. Quý ông biết là sự khỏe mạnh là một cái nền tảng cơ bản của cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta nên hiểu biết về sức khỏe của mình. Quý vị nên cập nhật kiến thức y khoa và áp dụng cách phòng ngừa bệnh là một cách chúng ta có một sức khỏe thật tốt. Hôm nay chúng tôi có sự góp mặt của bác sĩ Kevin Độ. Bác sĩ Kevin Độ là bác sĩ chuyên khoa về ung thư và máu. Bác sĩ hiện đang phục vụ trong cộng đồng chúng ta. Tôi cũng được biết bác sĩ hiện đang cộng tác với nhóm gọi là Compassionate Medical Care. Mời bác sĩ Kevin Độ. Tôi biết bác sĩ Kevin Độ rất bận nhưng đã đến với chương trình chúng ta. Bác sĩ có thể cho lời giới thiệu mình với quý vị được không? Thì em muốn cảm ơn bác sĩ Trần để mời em vô đây để nói chuyện về cái chuyên môn của em về ung thư và máu với các khán giả. Em lớn lên tại đây từ Tustin, California. Thì gia đình em qua Mỹ từ lúc 5-6 tuổi. Lúc đó thì lớn lên học ở trường UC San Diego. Rồi sau khi học đại học xong thì em qua bên Colorado để học y khoa. Rồi sau khi sau đó thì em trở lại về Los Angeles làm thực tập trong nội thương ở USC. Lúc trong thực tập thì em thấy là muốn hiểu biết thêm về bệnh về ung thư và máu, và em muốn giúp mấy người bệnh nhân và bị ung thư, tại cái bệnh ung thư rất là bình thường, người ai cũng biết có bệnh nhân người nào đã bị bệnh về ung thư rất là khổ, nên em muốn giúp các bệnh nhân mà có bệnh về máu và ung thư. Nên sau khi đó em học chuyên khoa bên Boston về ung thư cho 3 năm, nhưng mà cuối cùng thì em cũng trở lại đây để giúp ích các bệnh nhân ở trong vùng quận Cam. Dạ, một khuôn mặt rất là trẻ và có thể nói là qua 15 năm tuổi mà nói tiếng Việt rất là hay, rất là khán phục. Bác sĩ Kevin Độ là bác sĩ mặc dù khuôn mặt rất mới nhưng mà rất được nhiều bệnh nhân thích. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nhau về căn bệnh ung thư phổi. Yeah. Thì quý vẫn biết là trên thế giới hiện nay ung thư phổi đứng hàng đầu trong các bệnh ung thư thường gặp về cái tỷ lệ mắc nhiều nhất và cũng tỷ lệ tử vong cao nhất. Thì quý vị biết là ung thư phổi là một cái loại ung thư thường gặp và càng ngày chúng ta càng thấy cái xu hướng gia tăng. Thì gần đây bệnh xuất hiện ở những người trẻ tuổi hơn, chiếm tỷ lệ khoảng chừng 12% tổng số ung thư các loại tính chung trên toàn thế giới. Nhưng mà nếu chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta có phương pháp để có thể điều trị và hiệu quả hơn. Thì chúng ta cũng biết là cái phổi là một cái bộ phận rất là cần thiết trong cơ thể chúng ta. Nó giúp chúng ta thở và nó cung cấp cái oxy cho cái phần còn lại trong cơ thể chúng ta. Thì ung thư phổi có thể xảy ra khi mà các tế bào phổi tăng trưởng và một tốc độ rất nhanh bất bình thường làm thành một cái khối u. Thì bệnh này có thể làm tàn phế và ảnh hưởng đến cuộc sống của người khi mà bị bệnh. Thì thưa bác sĩ là bác sĩ chuyên khoa về ung thư, thì bác sĩ cũng biết là ung thư là một mức nguy hiểm nhất, ung thư phổi. Thì khi chúng ta nói ung thư thì có bao nhiêu loại ung thư phổi thưa bác sĩ? Và bác sĩ có biết là những loại phổ biến mà chúng ta thường gặp nhất trong là cộng đồng chúng ta thưa bác sĩ? Dạ, thì cái ung thư phổi thì nó có hai cái loại chính. Một loại là small cell lung cancer, một cái loại thứ nhì là non-small cell lung cancer. Cái loại mà phổ biến nhiều nhất là cái non-small cell lung cancer. Nó có thể ảnh hưởng cho tới 80-90% của bệnh nhân mà bị loại ung thư phổi. Dạ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, câu hỏi trả lời rất hay. Thì quý vị cũng biết là cái ung thư thì thường thường ta phải biết cái loại để chúng ta còn chữa trị được. Thì thưa quý vị cũng biết là chúng ta ở đây cũng đều biết là phần lớn là cái ung thư phổi 85% là liên quan đến thuốc lá nhưng trong một thời gian dài. Nhưng mà có một số bệnh nhân của tôi không bao giờ hút thuốc lá. Theo nghiên cứu họ thấy là từ 10 đến 15% trường hợp còn lại có thể là không hút thuốc lá. Thì tại sao không hút thuốc lá mà tại lại bị ung thư bác sĩ? Dạ, thì cũng đúng là thậm chí là 80-90% mà bị ung thư phổi là dính líu gì với ung thư với hút thuốc lá. Nhưng mà có bệnh nhân nếu mà có gia đình mà hút thuốc lá mà ở gần có thể bị cái second hand smoke, có thể là một lý do. Có lý do khác cũng có thể là bị trong cái ô nhiễm, nó cũng có thể làm cho cái phổi nó trở thành ung thư. Và cuối cùng thì có bệnh nhân bị cái DNA nó bị biến chuyển, nó biến chuyển tới cái tùy cái chất đạm mà nó có thể trở thành và ung thư phổi. Dạ,
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thì quý vị biết là ung thư phổi là ung thư chúng ta thường gặp nhất, như là mình đề cập là ung thư mà có thể gặp nhiều nhất, và càng ngày chúng ta càng thấy cái xu hướng nó gia tăng. Thì nhiều nghiên cứu nói là yếu tố nguy cơ gây ung thư phổi chủ yếu là mình biết là do thuốc lá, nhưng mà thường thường chúng ta chống được yếu tố nguy cơ chúng ta có thể ngăn ngừa bằng cách là chúng ta chống lại cái yếu tố nguy cơ đó. Thì thưa bác sĩ, ngoài hút thuốc lá ra, có cái nguy cơ nào mà làm tăng cái nguy cơ ung thư phổi không bác sĩ? Ngoài thuốc lá. Dạ, ngoài cái thuốc lá thì chính là thực ra cái nhiều cái bệnh nhân về Việt Nam á, thì cái ung thư phổi nó sẽ bị hên xui, nó sẽ tự trở ra thôi. Thậm chí là phụ nữ Việt Nam mà bị ung thư phổi á, mà không có bao giờ hút thuốc á, thì cơ hội mà bị cái DNA nó biến chuyển trong cái chất đạm gọi là EGFR, nó cỡ 50-60% của phụ nữ mà không có hút thuốc lá sẽ bị cái ung thư phổi từ đó. Nên có nhiều cách trị nó rất là khác từ cái ung thư phổi bình thường. Dạ. Mấy người nhưng mà ăn uống, cách ăn uống mình hay là cách cái môi trường xung quanh nó có ảnh hưởng đến cái tỷ lệ mà cái nguy cơ cao không bác sĩ? Dạ, thì tùy thôi, tại có tùy cái ô nhiễm trong cái môi trường xung quanh, môi trường nó có thể ảnh hưởng. Nếu mà ở cái khu mà có nhiều khói, hay là có cái nhà mà cũ mà nó có cái chất asbestos hoặc là cái chất radon, nó cũng có thể là trở thành là ung thư. Dạ. Yeah. Còn về cách ăn uống mình nó có ảnh hưởng về cái nguy cơ tăng không bác sĩ? Ăn uống thì nó không có hiểu biết thêm về cái loại thuốc ăn uống mà có thể làm ra ung thư phổi. Dạ. Yeah. Như quý vị cũng biết là cái tỷ lệ ung thư phổi càng ngày càng cao, và cái tử vong là một cái lý do hàng đầu gây ra từ ung thư phổi. Thì mới đây cái Hiệp hội Ung thư phổi về Hoa Kỳ họ công bố là có hơn đến năm 2020 thì có hơn khoảng chừng 2.1 ca hàng năm, và cái tử vong càng cao trong cái dấu hiệu. Thì cái dấu hiệu ung thư chúng ta không có hiểu rõ trong giai đoạn đầu, thì phần đông khi mà chúng ta phát được ung thư là cũng đã đến giai đoạn cũ, nó đã trễ rồi. Thì cái là lý do tại sao mà khi người ta khám phá ung thư thì bệnh nhân đã bị giai đoạn cuối. Thì chúng ta cần ý quan trọng để mà có biết được cái tỷ lệ sống sót càng sớm càng tốt cho cái bản thân chúng ta. Thì thưa bác sĩ, chúng ta đều biết là những dấu hiệu không thấy rõ, nhưng mà nếu mà có dấu hiệu nào mình nên để ý nhất, điển hình nhất mà chúng ta cần phải để ý để mà nếu mà chúng ta nghi ngờ chúng ta có thể đi kiểm soát sớm bác sĩ? Dạ, thì ảnh hưởng về phổi thì nó sẽ ảnh hưởng về sẽ làm cho anh bị ho. Nên nếu mà bệnh nhân nào mà bị ho ra máu, hoặc là nếu mà bị ho hay là khó thở mà uống thuốc trụ sinh mà nó không có bớt á, thì cái đó có thể là một cái bướu nó có thể là đang phát triển trong cái phổi mà làm cho mấy cái triệu chứng đó. Dạ. Thì cái ho là cái thường thấy là bị nhiều nhất. Dạ. Còn sụt cân hay là mấy cái triệu chứng khác, như là chẳng hạn như là họ bị mệt mỏi, khó chịu, là cũng là lý do không bác sĩ? Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, nếu mà xuống cân mà không có thay đổi về các cách ăn uống cũng có thể là một cái dấu hiệu về ung thư nó đang phát triển. Dạ. Dạ. Với lại nếu mà chúng ta hút thuốc lá, chúng ta nghi ngờ, chúng ta cũng cần phải theo dõi nhất khi mà chúng ta nhiều khi triệu chứng như mình nói là lúc đầu nó không có triệu chứng rõ rệt lắm, nhưng mà nghi ngờ chúng ta lên đi tìm. Thì như bác sĩ nói là cái ung thư phổi nó không có triệu chứng ở giai đoạn đầu. Mà khi chúng ta có triệu chứng như là ho, hay là đau ngực, hay là chúng ta khó thở, hay là chúng ta sút cân, thì bắt đầu mình đi khám, thì đến đó cái trường hợp đó trễ rồi, nó đã đến giai đoạn muộn rồi. Thì cái thời gian sống sau khi mà chúng ta phát hiện trễ thì nó rất là ngắn. Do vậy khi mà chúng ta khám phá ung thư là một cái điều mà quan trọng để mà chúng ta truy tầm ung thư. Thì nhưng mà chúng ta cũng biết là ung thư về vú, chúng ta có thể làm cái mammogram để chúng ta tìm hiểu ung thư về colon, chúng ta có thể soi ruột già. Còn ung thư phổi nó có cách nào truy tầm sớm được không bác sĩ? Và người nào, tại vì tất cứ một cái truy tầm là chúng ta đều phải có cái gọi là criteria, hay là có phải có một cái gì họ mới cho mình truy tầm. Thì người nào được truy tầm ung thư phổi bác sĩ? Dạ. Nếu có. Thì ung thư phổi nếu mà bệnh nhân nào mà hút thuốc lá nhiều á, cái đó nghĩa là ít nhất là 20 năm hút thuốc lá, mà từ 50 tới 80 tuổi mà cũng còn hút, hoặc là nếu mà dừng hút thuốc á, nhưng mà trong vòng 15 năm á, thì nên chụp hình CT để cho tìm ra có vấn đề trong phổi mỗi năm.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Rất tiếc là thời gian có giới hạn. Chúng tôi đã hết thời gian trong phần 1 của chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình. Xin chào quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại phần 2 của chương trình. Quý vị cũng biết là cái ung thư phổi là ung thư rất là nguy hiểm, là một cái ung thư mà có thể gây ra tử vong hàng đầu trong cái không phải là chỉ nước Mỹ mà cả thế giới. Thì quý vị cũng biết là thường thường chúng ta phát hiện được ung thư khi phát hiện được nó đến trễ rồi, cho nên khi chúng ta có những cái dấu hiệu mà nghi ngờ, nhất là quý vị có hút thuốc lá và trong gia đình chúng ta người hút thuốc lá mà chúng ta bị những cái bệnh như là ho mà không có dai dẳng không hết, hoặc là chúng ta bị những cái triệu chứng như là bị mất cân hoặc là bị mệt mỏi hay là không có biết cái căn cơ như thế nào, chúng ta nên đi với bác sĩ để tìm hiểu. Cái cách mà mình muốn tìm hiểu ung thư sớm là chúng ta phải đi gọi là truy tầm ung thư. Thì bác sĩ có nói là chúng ta có thể làm những cái CAT scan, gọi là cái low dose CT scan. Thì cái người mà có thể tìm hiểu là chúng ta phải hút thuốc lá thời gian bao nhiêu bác sĩ? Dạ, yeah, thì bệnh nhân mà nên chụp hình CT scan phải hút thuốc lá cho cả 20 năm. Yeah. Rồi nếu mà họ đã bỏ thuốc lá rồi, họ có được quyền đi truy tầm ung thư không bác sĩ? Dạ, yeah, nếu mà bỏ thuốc lá mà dưới 15 năm thì cũng nên chụp hình CT. Yeah. Còn như mình nói là cái second hand smoking là một số người cũng ưa bị cái second hand. Vậy cái second hand như chẳng hạn trong gia đình có người chồng hay là người gia đình, người bố, người mẹ mình hút thuốc lá mà mình không hút, mình có được quyền đi truy tầm không bác sĩ? Thì bây giờ thì họ chưa có đủ để cho recommend, nhưng mà nếu mà có triệu chứng gì, nếu mà biết là trong cái nhà nó có nhiều người hút thuốc lá, mà nếu mà bị ho mà nó không có bớt, hoặc là bị triệu chứng như bác sĩ Trần nói trước đây, nếu mà bị xuống ký mà không có lý do tại sao á, lúc đó thì nên gặp bác sĩ gia đình để cho nói chuyện về chụp hình CT. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Quý vị cũng biết là mặc dù chúng ta nói phần cái số người mà bị ung thư phổi phần đông là hút thuốc lá, nhưng mà nếu chúng ta ở trong gia đình mà chúng ta gọi là second hand smoking, là chúng ta gián tiếp không hút mà ta hít những cái khói phụ cái đó, chúng ta có thể nguy cơ cao hơn. Nên quý vị có những cái mà chúng ta thấy bị chúng ta bị xuống cân hoặc chúng ta bị ho một cách không đúng thì nên hỏi bác sĩ gia đình của mình để coi họ có gọi mình làm CAT scan không. Thưa bác sĩ, khi mà chúng ta nói ung thư thì ung thư có nhiều giai đoạn khác nhau, thì cái giai đoạn của ung thư chúng ta có biết là cái độ nó lớn hoặc là nó có di căn không? Biết được giai đoạn là và cấp độ ung thư chúng ta có thể giúp bác sĩ điều trị một cách phù hợp cho bệnh nhân. Thì thưa bác sĩ, ung thư phổi có bao nhiêu giai đoạn và từng giai đoạn như thế nào bác sĩ? Dạ, ung thư phổi thì nó có 4 cái giai đoạn. Dạ. Giai đoạn đầu tiên á, thì nó là chỉ trong một cái khu trong cái phổi thôi. Dạ. Giai đoạn thứ nhì á, là nếu mà nó đã phát triển tới mấy cái hạch vòng quanh cái bướu. Giai đoạn thứ ba là nếu mà nó phát triển tới mấy cái hạch mà bên cái phổi bên kia, hoặc là hạch mà xa hơn từ cái bướu chính. Rồi giai đoạn thứ tư là nếu nó phát triển tới mấy cái chỗ nào khác, giống như là trong cái gan hoặc là cái xương hay là cái não. Dạ, thì nó có 4 cái giai đoạn đó. Dạ. Thưa bác sĩ, khi mà chúng ta thì mình nói từng giai đoạn là có cách chữa trị khác nhau. Cách kiểm tra khi mà mình làm những cái test để mà mình biết từng giai đoạn ung thư phổi thì thường thường họ lên làm những cái gì như PET scan hay CAT scan nha bác sĩ ha? Dạ, thì lúc mà mới bị ung thư phổi á, thì phải cần chụp hình PET scan. Cái đó nó sẽ chụp hình từ cả người để cho mình biết là cái ung thư nó có phát triển tới chỗ khác trong cái người không. Cái thứ nhì á, là phải cần chụp hình MRI về cái não, tại cái CT scan nó không có pick up hết mấy cái bướu trong cái não giống như cái MRI có thể làm. Rồi có bệnh nhân á, thì nếu mà có giai đoạn từ số 2 hay số 3 có khi phải cần siêu âm trong cái phổi để cho coi trong mấy cái hạch mà gần cái bướu nó có bị ung thư hay không. Thưa bác sĩ, tôi biết nhiều người khi nói mà đến ung thư họ rất là sợ, lên họ nói truy tầm sớm. Có một số người bệnh nhân đó, họ chưa có bị ung thư nhưng họ muốn chụp cái PET scan để mà tìm hiểu ung thư, bác sĩ nghĩ thế nào? Dạ, thì cái đó thì cũng khó. Tại bình thường á, nếu mà không có lý do tại sao mà cần nên chụp PET scan, hoặc là nếu mà không có triệu chứng gì á, thì nó có thể là tìm nhiều cái false positive. Nếu mà mình không có bị triệu chứng nên có thể là nó sẽ chiếu cái
cái mà không có nguy hiểm mà nó sẽ chiếu lên là nó giống như ung thư, nên có thể phải làm biopsy, có thể phải phải mổ, có thể phải phải trị, mà mọi mọi cái mà có thể có phản ứng phụ riêng hoặc là nó có cái complication. Nên nếu mà không có triệu chứng gì á, hoặc là không có cái history, giống như là nếu mà không có hút thuốc lá nhiều, nên là cũng không có nên chụp hình PET scan để khám phá thôi, tại cái đó nó có nhiều cái phản ứng phụ mà mình cũng nó thể rất là nguy hiểm. Cho nên nhiều khi nhiều bệnh nhân cũng đến bác sĩ gia đình cũng thường xin chụp này chụp nọ, nhưng mà thường tôi nói là khi mình chụp cái gì mình phải có hỏi hiểu rõ tại sao mình chụp và cái lý do tại sao, chúng ta không vì lo sợ mình chụp thì nhiều khi nó lại ảnh hưởng đến những cái chẳng hạn khi chúng ta chụp cái phóng xạ cũng nguy hiểm phòng bác sĩ ha. Thì trong những nguyên nhân mà gây hàng đầu mà ung thư thì ung thư phổi thường thường khi chúng ta chẩn đoán thì cũng đã quá muộn được, muộn rồi, thì khoảng chừng 15% mà cái ung thư là mình tìm được cái giai đoạn đầu. Thì ban đầu bác sĩ nghi ngờ ung thư rồi họ dựa thêm cái triệu chứng phổ biến nhất của bệnh ung thư, rồi họ bắt đầu họ cho như là mình tìm hiểu lý do từng giai đoạn của bệnh đó. Thì sau đó bác sĩ bắt đầu cho thực hiện những cái test, những cái xét nghiệm. Thì thường thường cái chụp X quang hay là cái CAT scan hay là cái sinh thiết, cái cách phát hiện mà bệnh nhân thường thường đến bác sĩ ơi, tại sao tôi có nhiều bệnh nhân đi bác sĩ hàng năm, khám bệnh hàng năm, bác sĩ thử máu mà bây giờ đang không, bác sĩ nói tôi bị ung thư phổi. Về cái thử máu là tại sao không ai biết là bị ung thư, về cái xét nghiệm máu có biết được mình bị ung thư không bác sĩ? Thì nó có cho loại ung thư phổi á, thì tìm trong máu nó rất là hiếm. Thì tại cái lý do là nếu mà cái tế bào ung thư nó phát triển rất là xa á, nếu mà nó tới giai đoạn thứ tư á, thì lâu lâu trong máu nó cũng có thể có cái tế bào ung thư trong đó, nhưng mà cái đó nó không có giúp gì nhiều, tại vì mấy cái giai đoạn sớm giống như thứ 1 tới thứ 3 có thể có ung thư nhưng mà trong máu nó không có tìm ra. Nên với lại có bệnh nhân có ung thư thời đoạn thứ tư mà cũng có trong máu nó cũng không có, nên thử máu nó sẽ không có giúp gì nhiều, tại mình nếu mà nó negative mình không thấy trong máu không có nghĩa là không có ung thư, nhưng mà nếu mà họ thấy trong máu thì cũng chưa chắc là nó có thể đã trễ quá rồi, nên nó không có giúp thay đổi cái cách trị. Cho nên nhiều khi mặc dù chúng ta đi khám bác sĩ hàng năm, chúng ta được thử máu hàng năm, nhưng mà không nghĩa là bác sĩ sẽ tìm ra cái ung thư của mình. Cho nên cái điều quan trọng là quý vị cũng nên để ý đến sức khỏe của mình, coi là mình có những cái dấu hiệu nghi ngờ xuống cân hoặc là bị ho dai dẳng, chúng ta có thể hỏi bác sĩ gia đình mình cho đi thử coi có phải là bị ung thư không. Thì quý vị cũng biết là khi chúng ta nói ung thư, nhiều người nghĩ là bản thân chúng ta lãnh một cái bản án tử hình. Tuy nhiên những cái công nghệ hiện tại, nhiều bệnh ung thư có thể chữa được nếu chúng ta được phát hiện trong cái giai đoạn đầu. Thì một câu hỏi mà bệnh nhân thường hỏi tôi nhất là thưa bác sĩ, bây giờ cái ung thư bên cái về cái technology, những cái về cái hiện tại bây giờ cái người ta tìm hiểu nhiều cách về ung thư phổi có thể chữa được không bác sĩ? Nếu nói về chữa thì nếu mà giai đoạn từ thứ 1 tới thứ 3 thì có thể chữa được bằng giải phẫu hoặc là bằng xạ trị chung với chemo. Giai đoạn thứ 4 thì cái cơ hội chữa thì nó rất là thấp, nên phải cần trị bằng bằng chemotherapy hoặc là bằng trị bằng thuốc. Nhưng mà nếu mà tìm sớm được thì có thể chữa được. Nếu mà trễ quá thì cũng bó tay hả bác sĩ ha. Cho nên giai đoạn khi mà chúng ta tìm được giai đoạn sớm, như bác sĩ nói từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 3 thì có thể chữa được. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta nên để ý sức khỏe của mình để mà đợi mình, nhiều nhất là chúng ta tùy thuộc cái loại ung thư phổi, cái giai đoạn của bệnh, cái tình trạng của mỗi người bệnh, thì người bệnh có thể chữa ung thư theo nhiều cách khác nhau. Thì quý vị không biết chữa bệnh ung thư phổi thì thường thường khi bệnh nhân bị ung thư phổi chữa như thế nào bác sĩ? Thì cái chữa thì nó tùy cái giai đoạn. Thì giai đoạn đầu tiên á, với lại giai đoạn thứ nhì á, thì có thể mổ được, tại lúc đó thì cái ung thư nó chỉ trong một cái phần trong cái phổi thôi. Nhưng mà tới giai đoạn thứ ba, lúc đó thì cái ung thư nó đã phát triển tới cái mấy cái hạch từ cái phổi bên, nó xa hơn từ cái bướu, nên không có thể lấy ra hết cái phổi được, tại mình cần cái tế bào phổi để cho sống. Nên lúc đó thì có thể trị bằng xạ trị chung với chemo. Cái đó là giai đoạn thứ ba. Rồi giai đoạn thứ tư á, thì bình thường á, nếu mà bệnh nhân khỏe đủ á, thì có thể trị bằng chemo cộng thêm với cái thuốc mới, nó gọi là immune therapy. Cái đó nó dùng cái hệ thống miễn dịch để nó tấn công cái ung thư.
Cái đó rất là hiệu quả cho ung thư phổi, nên cái đó là nó giúp bệnh nhân, ví dụ nếu mà có bị giai đoạn thứ tư cũng có thể sống lâu dài mà cũng có, nó không có làm nhiều phản ứng phụ giống như chemotherapy. Dạ, cho nên khi quý vị bị chúng ta cũng không nên quá bi quan, chúng ta nên bình tĩnh và đi gặp bác sĩ. Thì bác sĩ Kevin Độ là bác sĩ chuyên khoa về ung thư. Khi mình gặp nhờ người bác sĩ mà chuyên khoa, họ có thể họ tại vì đối đối bác đối tụi tôi thì lâu lâu gặp, nhưng bác sĩ gặp ung thư hàng ngày nên có thể trấn an bệnh nhân, có nhiều cách như bác sĩ nói là có nhiều cách. Mặc dù giai đoạn số 4 nhưng mà cũng sống lâu, không cần phải chữa trị, có nhiều khi thuốc bằng bằng viên phòng bác sĩ ha. Dạ, đúng rồi. Với lại bệnh nhân Việt Nam á, thì nó cái cơ hội mà có thể dùng thuốc viên để cho trị cái ung thư rất là cao. Thì nếu mà bệnh nhân mà không bao giờ hút thuốc, cái cơ hội đó có thể 5 tới 5 60% có thể dùng thuốc viên để cho uống mà nó rất là hiệu quả, có thể sống thêm 4 5 năm. Cái đó là nói về giai đoạn thứ tư luôn. Nên nếu mà nghĩ là cái ung thư nó phát triển xa quá nên không có muốn trị, cái đó là cái sai, nên đi gặp bác sĩ chuyên khoa để họ thử để coi tìm ra có mấy cái biến chuyển trong cái DNA mà có thể trị bằng thuốc viên không đó. Thì chú em biết là mỗi cơ thể, mỗi người khác nhau, không ai giống nhau hết. Chúng ta không nhiều khi chúng ta bị chúng ta hỏi người này người nọ, nhiều khi cái cơ thể người kia khác, cơ thể mình nó khác, nên cái người mà chúng ta cần hỏi tham khảo là bác sĩ về cái bác sĩ mà về ung thư của mình. Nên khi mà quý vị bị ung thư, cái điều quan trọng nhất là bình tĩnh, rồi bắt đầu mình nói chuyện với bác sĩ, rồi mình đi gặp bác sĩ chuyên khoa như bác sĩ Kevin Độ, bác sĩ chuyên khoa về ung thư. Bác sĩ có thể giải thích rõ ràng, bác sĩ có thể tìm hiểu những cái nguy cơ của nó, những cái gọi là cái giai đoạn và chữa trị một cách hữu hiệu hơn. Cho nên cảm ơn quý vị rất nhiều. Tôi biết bác sĩ Kevin rất là bận, nhưng mà hy vọng có thể đến với chương trình kế và nói về những loại ung thư khác được không bác sĩ? Dạ, cảm ơn bác sĩ Trần đã cho em có cơ hội để cho nói chuyện với khán giả. Một khuôn mặt rất là trẻ và nói chuyện tiếng Việt rất hay, qua Mỹ được 5 năm và 5 tuổi và nói chuyện rất là hay. Hy vọng quý vị có thể đón tiếp cái buổi kế tiếp nói chuyện với bác sĩ Kevin Độ trong đề tài tế kiếp từ bác sĩ ha. Dạ. Xin chào quý vị.